hậu ly hôn, chuyện nuôi con và tài sản của vợ chồng Đan Trường được xử lý như thế nào? Vợ chồng Đan Trường Thủy Tiên đã đạt được thỏa thuận về vấn đề phân chia tài sản và quyền nuôi con. Sáng ngày 18 tháng 7, thông tin vợ chồng Đan Trường Thủy Tiên ly hôn sau 8 năm chung sống khiến người hâm mộ không khỏi sốc. Trước đó, cả hai đều xây dựng hình ảnh hạnh phúc bên nhau, hòa thuận trong việc chăm sóc con trai chung. Nữ doanh nhân Thủy Tiên là người đầu tiên thông báo về vấn đề ly hôn. Cô gửi lời xin lỗi tới bố mẹ hai bên, người thân và người hâm mộ khi phải nói ra sự thật trong thời điểm này. Đồng thời cho biết nguyên nhân chia tay chủ yếu do khoảng cách địa lý và sự khác biệt trong tính cách lối sống. Tuy chia tay nhưng cả hai đều giữ mối quan hệ tốt đẹp trong việc nuôi dạy con chung là bé mà thích Thiền Tử. Nhiều cư dân mạng băn khoăn tò mò về chuyện phân chia tài sản khi vợ chồng Đan Trường Thủy Tiên nắm giữ nhiều tài sản lớn từ nhà tới xe. Về vấn đề hậu ly hôn, cả hai không xảy ra tranh chấp về tài sản, đồng thời nguyên nhân ly hôn cũng không phải do mâu thuẫn ghen tuông nào, nên hai người chia tay trong văn minh. Về con trai chung, Thủy Tiên sẽ là người nuôi dưỡng bé Thiên Tử, còn Đan Trường thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ với con. Khối tài sản của vợ chồng Đan Trường tại Mỹ nổi bật nhất là biệt thự 4.000m2 ở San Diego thuộc bang California. Nơi đây được thiết kế sang trọng với đầy đủ tiện nghi từ bể bơi ngoài trời, phòng chiếu phim, phòng tập, phòng đọc sách, phòng thay đồ tới phòng khách rộng có sức chứa 200-250 người trong một bữa tiệc. Căn biệt thự được xây dựng có 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm, nằm ở khu đất có vị trí rộng. Đây là nơi Thủy Tiên và con trai sinh sống, còn Đan Trường chủ yếu bay đi bay lại giữa Việt Nam và Mỹ để thuận tiện cho công việc. Trong hơn một năm qua, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Đan Trường không về Mỹ trong khoảng 6-7 tháng. Sau ly hôn, Thủy Tiên và con trai vẫn tiếp tục sống ở căn biệt thự này. Trong căn biệt thự có nhiều siêu xe sang thuộc các thương hiệu như Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Maybach. Khi vợ chồng Thủy Tiên có con, mẹ ruột của nữ doanh nhân đã tặng cho cháu trai một chiếc xe sang mới. Thủy Tiên là một nhà tư vấn bất động sản và tài chính có tiếng. Ngoài ra, Thủy Tiên còn kinh doanh chuỗi nhà hàng đồ uống bánh ngọt. Trong những năm gần đây, cô còn mở thương hiệu liên quan tới những sản phẩm thiết yếu phục vụ cho bà mẹ và trẻ em, mang tên con trai Matis Thiên Tử. Việc không có tranh chấp tài sản hậu ly hôn cho thấy vợ chồng Đan Trường Thủy Tiên rất minh bạch và văn minh trong ứng xử. Sau ly hôn, vợ chồng nam ca sĩ cũng không có mâu thuẫn trong việc chăm sóc con gái. Bé Matis Thiên Tử năm nay 4 tuổi, sống cùng mẹ từ nhỏ. Trong dịp tháng 4 năm nay, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn cùng con tổ chức tiệc kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Trong tháng 6 vừa qua, gia đình ba người cùng nhau đi du lịch. Vì chờ theo mong muốn của bé Thiên Tử muốn đi phi cơ, nên cả nhà đã thuê dịch vụ trải nghiệm ngắm cảnh trên phi cơ riêng. Hai tuần trước đó, trước khi thông báo ly hôn, cả gia đình vẫn chụp hình vui vẻ bên nhau. Bé Thiên Tử có năng khiếu về âm nhạc từ nhỏ, bé cũng được mẹ đầu tư trong việc học tập, rèn luyện sức khỏe. Nữ doanh nhân Thủy Tiên có lựa chọn khắt khe khi tuyển vũ em phải biết 3 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Việt, Hoa. Còn người giúp việc phải biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thậm chí Thủy Tiên phải thay tới 10 vũ em mới tìm được người ưng ý. Mỗi tháng cô phải bỏ ra khoảng 6.500 đô, tương đương với khoảng 150 triệu đồng để chi trả. Thiên Tử cũng rất thích bơi lội khi có một hồ bơi rộng ngay tại biệt thự. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng lập một kênh YouTube riêng cho con trai để chia sẻ về clip về bé, thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi. Với lượng view lớn, kênh của bé Thiên Tử đã được bật chức năng kiếm tiền. Có tháng số tiền nhận về lên khoảng 1.000 đô, khoảng 23 triệu đồng.